Những điểm báo kỳ lạ trước lúc Phi Nhung qua đời khiến Phi Thanh Vân bụn rụn khi nhớ lại. Một ngày sau khi Phi Nhung qua đời, Phi Thanh Vân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót, chia sẻ với báo chí, cựu người mậu cho biết trước và đúng ngày đàn chị ra đi, cô cảm thấy nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng chống chọi với Covid-19. Dù đã rất nỗ lực, nhưng đáng tiếc là cuối cùng nữ ca sĩ vẫn không thể bình phục trở lại. Sự ra đi của cô là nỗi mất mát to lớn không chỉ với người thân, bạn bè, mà còn cả với làng giải trí Việt. Khán giả khắp nơi bày tỏ tiếc thương đến giọng ca bông điên điện, càng đau lòng hơn khi vì dịch bệnh nên không thể tổ chức đám tang đủ đầy sự tham gia của mọi người cho cô. Chia sẻ về báo chí sau khi nhận tin Phi Nhung qua đời, Phi Thanh Vân cho biết cô vẫn đang rất đau lòng những năm 2011, 2012, Phi Thanh Vân vẫn là MC tại sân khấu trống đồng và 126 Phi Nhung lại thường đến đó diễn nên hai chị em chạm mặt như cơm bữa. Tính cách họ khá giống nhau nên không lấy làm lạ khi nhanh chóng làm thân. Dù về sau khi không còn gặp gỡ nhiều nhưng vẫn giữ liên lạc. Phi Thanh Vân luôn rất kính trọng và yêu quý đàn chị. Khi họ kinh doanh mở nhà hàng, người kia luôn đến ủng hộ. Với cô, nữ ca sĩ là người đã chỉ dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống, chẳng khác gì một người chỉ dạy em gái. Nói về sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, Phi Thanh Vân nghẹn ngào. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp chị Phi Nhung nữa. Xót xa, tôi quá sốc khi nghe tin, chỉ trong một thời gian ngắn, bao nhiêu người thân, bạn bè ra đi, mất mát quá nhiều, nặng nề thật sự. Đang chú ý, Phi Thanh Vân kể lại, những điểm báo khi lạ khiến bản thân đến nay vẫn sững sốt. Trước ngày Phi Nhung mất, nữ diễn viên của cô gái xấu xí bỗng cảm thấy bồn chồn, nóng ruột. Cô vô tình xem lại kỷ niệm hồi 2013, khi đó giọng ca bông liên điện đến nhà hàng hải sản của đàn em chơi. Phi Thanh Vân liền chia sẻ lại bức hình họ chụp chung, gửi lời cầu nguyện mong đàn chị sớm bình phục. Nào ngờ một ngày sau tin dự ập đến, cũng vào trưa 28 tháng 9, Phi Thanh Vân cũng không thể tập trung làm việc gì. Thông thường cô vẫn ngồi thiền từ sau giờ ăn trưa đến 14 giờ chiều, Tuy nhiên ngày hôm đó, lòng Phi Thanh Vân như lửa đốt, ngồi thiền vẫn không thể tĩnh tâm mà luôn lo lắng, bất an. Đang tự trách bản thân thì cựu người mẫu nhận tin Phi Nhung qua đời. Chia sẻ thêm Phi Thanh Vân tâm sự, nhà cô thường trao ảnh chụp cùng các đồng nghiệp từ xưa đến nay, trong số đó cũng có ảnh Phi Nhung. Mỗi lần nhận nghệ sĩ nào ra đi, cô lại âm thầm gỡ bức ảnh xuống rồi mang đi đốt. Xúc động nói về đàn chị, Phi Thanh Vân chia sẻ chị nhung giản dị hiền lành nhân hậu lắm ai cũng thương